Chào mừng quý vị và các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Auto. Và hôm nay thì Vũ Duy Auto lại tiếp tục cho các bác về một chiếc xe rất là hiếm luôn. Vâng, dòng xe Hyundai Santa Fe 2007 bản MLX 7 chỗ máy dầu giá rẻ cho các bác nhá. Vâng, đây là một dòng xe 7 chỗ ra máy dầu giá rẻ trước hoặc là bây giờ đấy, các bác cũng phải mua tiền tỷ rồi. Nhưng mà chiếc xe này thì bên em bây giờ đang bán với cái giá nó chỉ hơn 300 triệu thôi ạ. Rất là rẻ và cái dòng này thì đi nó cực kỳ phê, form mới, máy VGT, chạy rất là ổn luôn. La răng 6 chấu, phanh đĩa 4 bánh, đấy, máy chất, xe cứng và nội thất của xe thì gần như là nguyên bản luôn. Động cơ máy dầu 2.2 chứ các bác nhá. Và dòng này thì đây, con này là một chủ từ mới biển Quảng Ninh 140577. Nhiều bác hỏi với em rằng là sao bên em thì lại hay bán những cái dòng xe biển Quảng Ninh nhiều. Vì thưa các bác là bên nhà em bên ngoài đấy mua được rất nhiều xe, các bác ấy đi cũng chỉ nói chung là toàn những người giữ gìn xe rất là cẩn thận, các bác ấy để cho bên em Vũ Duy Auto rất là nhiều. Thế là xe nó là hầu như là xe đều mình đã kiểm tra rồi thì đều là xe không lỗi, nên là các bác yên tâm. Bên nhà em cũng đã kiểm soát hai vòng thợ và đến bây giờ là vòng thứ ba thì mình cũng có thể đánh giá được toàn bộ chất của xe rồi. Em này thì chưa có làm gì cả, vừa về cửa hàng xong mới chỉ có rửa qua và phơi nắng thôi. Bây giờ thì review cho các bác cái chiếc xe này. Thế nên là các bác yên tâm, về chất xe thì nhìn thấy biết ngay. Thế còn về tất cả các cái nội ngoại thất của xe thì nội thất của xe là da của nó vẫn còn nguyên bản. Điều hòa thì mát, điều hòa auto hai vùng. Đấy, có thêm một cái màn hình đã được độ lên rồi. Nên là về là các bác không phải làm gì. Cửa sổ trời đầy đủ nhá, giá nóc ok. Nói chung là con này thì bản full không còn thiếu cái gì nữa rồi. Về các bác cứ yên tâm là chỉ có việc chạy và đi thôi ạ. Vâng. Đấy, form dáng của xe thì cái kiểu dáng của dòng Santa Fe là một cái kiểu dáng trung bình. Các bác đi những cái dòng này thì cũng không bao giờ phải lo lắng đến chuyện là xe nó bị lỗi mốt hay là nó kém gì cả. Và thực sự là nội thất bên trong cái dòng này thì nó rất là rộng rãi, tiện lợi. Các bác đi đường trường rất là ok, yên tâm. Đấy, gầm cao máy khỏe, chạy đường trường rất là lành. Và đặc biệt là cái dòng này thì nó mức tiêu thụ chỉ khoảng 7 lít dầu trên 100 km thôi ạ. Ăn dầu ít, tiết kiệm, nên là cái dòng này thì hầu như là các bác nào mà yêu cái dòng xe máy dầu giá rẻ thì các bác đều biết cái dòng này rồi. Hyundai Santa Fe bản MLX nha các bác nhá. Đấy. Thế còn về phần giấy tờ hồ sơ pháp lý của xe thì cam kết cho các bác là không có tranh chấp gì cả. Giấy tờ là rút hồ sơ bình thường, sang tên đơn giản. Và tầm này thì các bác cứ lấy xe về đi. Sau đó ra Tết thì các bác có thể là mình sẽ tiến hành ra biển rút hồ sơ. Thế còn bên này thì các bác nhìn mặt đầu trước của xe đây ạ. Vâng, sạch sẽ, nhẹ nhàng. Đấy, các cái phần nhựa của xe thì không có gãy vỡ, rất là đẹp luôn. Nhựa cản đồng đều sạch sẽ, cản trước của xe này sơn nhựa đều luôn này. Đấy, và các bác có thể nhìn bầu đèn của xe đây ạ. Bầu đèn căng sáng, nó chỉ hơi vàng mà một chút theo thời gian thôi. Còn xe thì được sử dụng công nghệ đèn bi cầu, đây là bi cốt. Còn đèn pha thì vẫn là sử dụng halogen bóng công suất cao. Đấy, bầu đèn căng đét luôn này. Đấy. Và cái đèn này đèn zin đấy các bác nhá, không phải là đèn mới thay đâu, đèn zin nguyên bản đấy ạ. Thế còn bên này cũng thế này, tất cả đèn phía tài hay là phía phụ của xe thì đều căng. Đấy, bầu đèn trong, khả năng chiếu sáng tốt, ánh sáng vàng, đấy, sạch sẽ. Còn đèn gầm của xe thì ít dùng, nên là bầu đèn gầm của xe thì gần như là mới tinh luôn. Đấy, cản trước xe là đồng sơn rất là đều nhá, đều đặn, không có gãy vỡ gì cả. Đấy, không có vỡ biến dạng. Đấy, bên này thế này, đấy các bác nhìn này, rất là đẹp và nét luôn. Tôn vỏ này căng đét luôn này, chắc chắn luôn này, tôn vỏ rất là dày. Đấy, xe đẹp nha các bác nhá, và không có lỗi. Lốp bên này thì sử dụng quả lốp Lion Sport đấy, của Lít. Cái lốp này là lốp 235-60R18, la răng 6 chấu, phanh đĩa kép. Và cái này thì lốp này thì tương đối khá là ok. Nói chung là lốp này thì các bác cứ đi thoải mái cho em, không phải lo đấy ấy. Lốp này nó lốp 2020 các bác nhá. Đấy, lốp dày luôn này. Đấy, ta lông vẫn còn, lốp dày. Đấy, xe này thì lăn bánh được có hơn chục vạn thôi. Đấy, và cua lốp này, các bác nhìn cua lốp này. Đẹp nhẹ nhàng mà không chói lóa luôn. Đấy, cua lốp này. Đầu đẹp luôn nhá. Vâng, sơn si tôn sườn này. Đấy, mỏng te luôn. Em này thì có một cái điểm trừ đó là không xi nhan tích hợp trên tay gương chiếu hậu, mà nó lại tích hợp ở trên thân trước. Nó còn cái này thì là bầu đèn của xe là cũng có cái gương chiếu hậu ấy ạ, cũng có chỉnh điện đầy đủ nhá. Và chiếu hậu này chiếu hậu zin vẫn còn nguyên chữ này. Đấy, chỉ số gương chiếu hậu zin đấy ạ. Tay nắm mạ chrome sáng bóng. Đấy. Cửa đóng mở rất là chắc luôn. Tiếng đóng cửa phầm phập luôn, và chỉ keo thì bao zin cho các bác nhá.
chỉ keo bao zin đẹp không có lỗi luôn này. Đấy, các bác nhìn nhá, keo chỉ bao zin đấy. Và phần tappi đây, tất cả phần tappi đây, các bác nhìn da này, da này nó cũ theo thời gian rồi nhá. Vâng, đã cũ theo thời gian rồi, da nó cũ này. Xe thì cũng là một chiếc xe khá là cứng. Đây em đã nổ mở khóa nổ đã. Đấy. Và xe thì tương đối là cứng và kính điện thì điều chỉnh là một chạm rồi. À, các bác nhìn ạ. Vâng. Kính điện điều khiển một chạm đầy đủ nhá. Vâng. À, hoạt động hoàn toàn bình thường. À, bốn cánh đều là một chạm hết. Và con này được cái là mà chất nội thất của xe thì khá là ok. Ngon. Đấy, kính các thứ lên xuống bình thường. Phim 3M cách nhiệt đầy đủ. Đấy, 7 chỗ ngồi rộng rãi cực kỳ luôn các bác nhá. Vâng, lại còn có cả cửa sổ trời. Đấy, những các bác nào mà có trẻ con trẻ cái ở trên này thì cũng rất là thoải mái. Ở nội thất đây này. Đấy, các bác nhìn này, ghế da zin của xe. Ghế da pha với chỉ đỏ này, chỉ đỏ này. Rồi da này, da này nó còn mới chỉ nổ có một số chỗ nhỏ nhỏ này thôi. Còn đâu da giết các thứ còn nguyên bản luôn. Đấy các bác nhìn nhá. Đấy, da rất là đẹp luôn. Căng luôn. Đấy, sáng luôn. À, không có lỗi lầm một tí nào rồi. Đấy. Phần đây gương này, à, cái gương chiếu hậu thì có cục xe. Đấy, để cho các bác cùng xem. Còn được cái là con này vô lăng khâu da của nó vẫn còn gần như là mới tinh luôn. Đấy, làm bánh 15 vạn vô lăng khâu da này. Đây các bác nhìn này. Vô lăng khâu da còn gần như là mới tinh luôn. Đấy, có hơn 300 triệu thôi mà các bác đã mua ngay được một chiếc Hyundai Santa Fe. Mà bây giờ xe mới của nó tầm khoảng tỷ 3, tỷ 4 luôn đấy các bác ạ. Vâng, rất là nhiều tiền. Đấy, sàn này. Sàn này thì tương đối là sạch. Đấy, giữ bụi đất rất là tốt. Đấy, nói chung là ghế, nó còn đến phần ghế thì ghế chỉnh điện đấy nhá, vẫn hoạt động bình thường hết, có cả bơm lưng luôn, bác nào đi đường trường có bơm lưng là rất là tốt các bác đấy. Ghế sờ rất là mềm mịn luôn. Và cái dòng này thì túi khí an toàn thì đây nhá, có một túi khí an toàn và bên kia nữa là hai. Đấy, túi khí an toàn này đầy đủ. Và nội thất bên hàng ghế thứ hai thì các bác có thể nhìn là nội thất hàng ghế thứ hai thì vẫn còn rất là đẹp, sạch sẽ đấy, da căng bóng luôn này. Đấy, sờ rất là căng. Còn cái phần ngồi người ta ngồi nhiều thì nữa đây. Nhưng mà cái này thì là đồ zin. Nói chung là về phần đồ zin thì đấy, xe nó có sao thì em báo vậy thôi. Chứ còn nhiều bác thì thích là phải đồ nó nguyên bản đấy. Đồ nguyên bản thì bao giờ người ta dùng nhiều năm thì nó cũng vậy. Đấy, chứ còn không có vấn đề gì nhá. Da của xe thì tương đối là đẹp, sạch sẽ. Đấy, hàng ghế thứ hai là ba người ngồi. Còn phần sàn đây các bác này, sàn này sạch sẽ luôn này. Đấy, sàn là 2D, sạch rất là sạch nhá. Có chống bám bụi bẩn các thứ này. Rồi, vâng. Và cái đây thì các bác có thể nhìn là cửa gió điều hòa vùng sau thì nó lại ở trên cột đấy nhá. Cái này theo đúng hàng thôi, chứ nó không ở giữa đâu ạ. Đấy, còn kính điện thì lên xuống tất cả các phím chức năng là lên xuống bình thường. Đấy, chỉ keo bao zin nữa các bác. Đây chỉ nguyên bản này. Sơn cũng là nguyên bản đấy các bác nhá. Đấy. Vâng. Cánh là không có bả tỉa gì cả. Đấy, còn nguyên luôn. Còn lốp đằng sau này là sử dụng lốp Continental, lốp 23560 với la răng 18, phanh đĩa đơn. Thế đằng trước thì nó là phanh đĩa kép, nhưng đằng sau nó là phanh đĩa đơn thôi. Đấy. Đĩa đóm này đầy đủ và cua lốp này, các bác nhìn này. Không có bục mọt tí nào luôn. Đấy, cua lốp rất đẹp đều nhá. Thời tiết hôm nay khá là ủng hộ. Vâng, việc review xe nhìn rất là rõ ràng, tất cả các chi tiết của xe là ok. Đấy, giá nóc này các bác nhìn, giá nóc này đẹp căng này, có giá nóc các bác đi đường trường các bác chẳng đồ chẳng buộc các thứ là thoải mái nhá. Thế còn đèn hậu đằng sau đây thì các bác nhìn này, bầu đèn đỏ căng sáng luôn và không hề có lỗi. Đấy, cản sau sạch sẽ, có cảm biến lùi. Đấy, ba mắt cảm biến lùi đằng sau xe cho các bác yên tâm. Đấy, không phải lo lắng cái chuyện là lùi va chạm hay là gì cả. Đặc biệt lại có thêm cả camera lùi kết hợp với cái màn hình ở phía đằng trên nữa nhá. Còn logo của xe thì còn nguyên. Đấy, logo Santa Fe MLX còn nguyên này. Đấy, bầu đèn bên này như thế này, không hề có ố mốc gì cả. Đấy, căng sáng, không hề dạn, không ố mốc nhá, không động nước này. Còn kính là kính zin nhá, đây các bác này, kính zin này. Đấy. Cốp mở thì rất nhẹ nhàng. Đấy, và các bác có thể nhìn là cái chỗ hàng ghế thứ ba đấy ạ, thì hiện nay là đang để một cái bạt phạt cái phần nỉ lên trên. Đây là hàng ghế thứ ba. Hàng ghế thứ ba thì gần như là người ta ít dùng. Thế là thành ra là nó rất là sạch sẽ. Đây, em sẽ mở cái phần này lên cho các bác. Để em đi em nâng cái ghế này lên đã. Vâng, đấy hàng ghế thứ ba. Còn cái hàng ghế sau đây đây. À, cái để đồ phụ tùng đấy các bác nhá. Đấy, đây là bình cứu hỏa này. Có đầy đủ luôn. Đấy, rồi bên này là tất cả đồ này, kích lốp tháo mở các thứ của xe là vẫn còn nguyên.
Đấy, còn cái dòng này hỏi lốp sơ cua đâu thì đây các bác nhá, cắm cái tô vít vào đây, xong các bác mở nắp này ra vặn theo chiều ngược kim đồng hồ thì cái lốp sơ cua ở phía dưới này nó sẽ hạ xuống. Đấy. Còn gầm của xe đây các bác nhìn này, rất là sạch luôn nhá. Gầm rất sạch. Đấy. Bánh gầm rất là sạch luôn, không có lỗi lầm. Bên em thì xe nói chung là xe cứng thì bên em sẽ lấy giá hơi cao một chút. Tuy nhiên là cái chất của xe thì các bác yên tâm về độ chất của xe. Đấy. Thế còn phần bản là trên này, bản là cánh sau này. Các bác nhìn các cái ốc này nó còn đẹp căng luôn. Đấy, chỉ keo bao nét lẹt luôn này. Đấy. Chỉ keo bao lét lẹt luôn đấy, không có lỗi lầm một tí nào luôn này. Đấy, không hề lỗi lầm một tí nào. Đấy, sơn si sạch sẽ. Chỉ keo bao nét đẹp. Đấy, không có lỗi. Đấy, đây này, các cái phần ốc này, à các đinh hàn này còn nguyên bản luôn, đinh hàn còn nguyên bản nhá. Vâng. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với giá rất là mềm. Đấy, chỉ hơn 300 triệu thôi ạ. Vâng. Còn cái dòng phom cũ thì không nói, là 206 thì giá nó ngang bằng cái chiếc xe này rồi. Nhưng mà đây là một chiếc xe 2007 nhá các bác nhá. Nhập khẩu Hàn Quốc luôn ạ. Dòng xe được rất nhiều người yêu chuộng. Lốp đằng sau này thì sử dụng lốp Lion Sport 4x4 HP, lốp của Lít và cái lốp cũng là 2350R18 nhá các bác nhá. Đấy, lốp dép căng, dày. Đấy, lốp dày khự luôn này. Đấy các bác nhìn nhá. Vâng, dày lốp mới luôn, dày luôn này. Được cái dàn lốp con này thì ngon. Vâng, con này được cái quả dàn lốp thì quá ok rồi. Còn về phần cua lốp thì các bác nhìn này, đen đều bóng sạch, không hề có lỗi. Đấy, cua lốp này đều đẹp bóng sạch luôn nhá, không hề có lỗi tí nào. Đấy, sơn xì tôn vỏ chắc chắn này. Đấy, chỉ keo bao zin đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, chỉ keo bao zin nét đẹp luôn và không hề có lỗi lầm một tí nào. Đấy, tapi tap sạch sẽ này. Tính điện lên xuống bình thường. Và nội thất bên trong hàng ghế của xe thì khá là tươi. À, nội thất này. À, các bác nhìn nhá, chắc chắn luôn. Và cái hàng ghế thứ hai thì ngồi rất là thoải mái luôn nhá. Santa Fe là một cái dòng xe được thiên về hướng gọi là hưởng thụ ấy ạ. Nên là tất cả các cái phần nội thất của nó người ta làm rất là chắc chắn. Đấy, làm rất là thoải mái luôn, toàn bằng đồ cao cấp thôi. Đấy. Cho nên là các bác yên tâm. Không phải làm một cái gì cả. Đấy, tapi này. Đẹp căng luôn. Đấy, bên này thế này. Đấy, bản lề này, ốc này. Đấy, các bác nhìn nhá. Rất là đẹp đều. Nội thất ghế da thì khỏi bàn, da chắc chắn, đấy, sờ mềm mịn. Đấy. Vâng, và da là da zin, da đẹp luôn. Đấy. Thế còn phần này các bác nhìn sàn này, sàn rất là sạch nhá. Toàn bộ sàn da của xe rất là sạch và con này thì đã kiểm tra là ngập nước rồi đấy các bác yên tâm nhá. Đã kiểm tra ngập nước này, thủy kích các thứ là có đi kiểm tra hết rồi. Thì về cái vấn đề thủy kích với ngập nước thì bác yên tâm. Bên nhà em thì những cái xe như thế này thì cũng đã kiểm tra test rất kỹ. Gầm này, gầm. Gầm thì có sao quay vậy. Vâng, không có phải nghĩ ngợi gì cả. Nhiều bác cứ bảo là chê Quảng Ninh, nhưng mà đây các bác nhìn gầm Quảng Ninh này, xe này. Quảng Ninh này vùng cao nên là xe nói là các bác là chất, nó không có lỗi một tí nào luôn đấy ạ. Đấy, lốp này cũng thế này. Lốp lít này và cái lốp này rất dày. Toàn bộ được 4 quả lốp thì rất là dày. Đấy, không phải nghĩ ngợi một tí nào luôn. Cabo này rất dày, đấy, chắc chắn các bác nhá. Và con này được cái là máy chất, máy cực chất luôn, êm chắc chắn. Đấy. Và bên này, này đấy các bác nhìn này, tem nhãn đầy đủ nhá, sơn là sơn zin lòng luôn này, đấy, còn nguyên. Ui sao, đè cái nào, đấy, đè cái lên ngay. Và máy dầu thì đương nhiên nó ổn hơn máy xăng một chút thôi, nhưng mà được cái là máy khá là chất, đấy, màn hình cam hành trình cho các bác nhá. Không thiếu một cái gì mà Android xịn sò. Thư viện không có cái gì không. Đấy, chả. Đấy, lại xem có YouTube không. À, cái này là bị tháo sim rồi. Bác chủ có cái tháo sim giữ lại cho cái xe sau. Đấy, điều hòa này, auto luôn này. Đấy, và cần số của xe thì tương đối là đẹp, sạch sẽ. À, các bác nhìn này, rất đẹp. Bây giờ ta sẽ cùng ra khoang máy. Con này thì các bác nhớ là nắp bình dầu của nó ở đây nhá. Mở dầu nó là ở cái chỗ này. Đấy, đây em mở luôn này. Không phải nhiều bác không biết đấy, nó mở ra thì cái này là nút bấm, mình sẽ sử dụng nút bấm này. Đấy, ra rồi. Đấy, đây các bác nhìn này, nó ghi hẳn chữ diesel này. Đấy, dày đấy các bác nhìn này, cái chỗ này nó còn đẹp căng như thế này. Và nhiều xe thì những cái chỗ này bả tỉa nhiều trông kinh khủng lắm, nhưng mà con này thì được cái là nó còn nguyên. Thế còn về phần máy thì đây, đấy các bác nhìn này,
Động cơ của chiếc xe là động cơ máy dầu 2.2 nhá. Máy VGI và cái máy này thì khá là ngon, chạy rất chất luôn, máy 2.2. Đấy, máy nhập khẩu, xe nhập khẩu nguyên chiếc này là chất máy thì khỏi bàn. Khô ráo sạch sẽ, dầu mỡ thì đầy đủ ha. Để cho bác xem này, dầu à. Đấy, dầu à. Còn ok luôn. Và chiếc xe này thì bên em đang bán rất giá rất là mềm đấy. Thế nên là bác nào mà yêu thích thì các bác có thể là qua trực tiếp cửa hàng sân xe nhá. Bên em xe đang có mặt tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và chiếc xe này thì giá của nó rất ok đấy ạ. Vâng, chỉ hơn 300 triệu thôi. Đấy, rất là rẻ so với tầm giá. Và các bác nào quan tâm thì các bác có thể là qua trực tiếp cửa hàng. Đấy, lái thử trải nghiệm giữa chiếc xe này luôn. Một chiếc Hyundai Santa Fe bản MLX 2007. Xe ngon, đấy, chất và không hề có lỗi tí nào. Đang có mặt tại Vũ Duy Ô Tô. Và con này thì bác nào nhanh tay ở cửa hàng các bác ở tỉnh xa đấy, các bác có thể đặt cọc, sau đó thì em sẽ chuyển ship xe đến tận nhà cho các bác. Đấy, rất nhiều các cái chức năng hiện đại, kể cả này. Đây nó có cái gương chiếu hậu 180 độ luôn. Đấy. Hộp kính đầy đủ, đấy, đèn đóm sáng choang. Tất cả các chức năng đều hoạt động hoàn toàn ok nhá, không hề có lỗi. Đấy, đây nữa này. Cái phần che nắng này. Đấy. Đấy, có đèn này, có gương này. Đấy, không thiếu một cái gì các bạn. Vâng, và trần của xe thì thực sự phải nói cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đóng cửa sổ trời coi. Đấy, các bác nhìn nhá. Đóng vào cái thì nói là các bác là mát lạnh luôn. Đấy. Ngồi trong xe cảm giác rất là thoải mái. Vâng, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy Ô Tô chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho các bác nhá. Cảm ơn các bác.